Xin chào, chủ đề hôm nay nói về top 10 tỉnh thành phố giàu nhất Việt Nam xét theo thu nhập bình quân đầu người cập nhật thống kê năm 2021. Xếp vị trí thứ nhất, tỉnh Bình Dương, diện tích 2.694 km², dân số khoảng 2,7 triệu người, thu nhập bình quân 7.120.000 trên người. Xếp vị trí thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 2.095 km², dân số khoảng 9,2 triệu người, thu nhập bình quân 6.800.000 trên người. Xếp vị trí thứ ba, thành phố Hà Nội, diện tích 3.360 km², dân số khoảng 8,3 triệu người, thu nhập bình quân 6 triệu trên người. Xếp vị trí thứ tư, tỉnh Đồng Nai, diện tích 5.864 km², dân số khoảng 3,2 triệu người, thu nhập bình quân 5.750.000 trên người. Xếp vị trí thứ năm, thành phố Đà Nẵng, diện tích 1.285 km², dân số khoảng 1,2 triệu người, thu nhập bình quân 5.230.000 trên người. Xếp vị trí thứ sáu, thành phố Hải Phòng, diện tích 1.526 km², dân số khoảng 2,1 triệu người, thu nhập bình quân 5.090.000 trên người. Xếp vị trí thứ bảy, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 823 km², dân số khoảng 1,4 triệu người, thu nhập bình quân 4.910.000 trên người. Xếp vị trí thứ 8, thành phố Cần Thơ, diện tích 1.440 km², dân số khoảng 1,3 triệu người, thu nhập bình quân 4.790.000 trên người. Xếp vị trí thứ 9, tỉnh Vĩnh Phúc, diện tích 1.236 km², dân số khoảng 1,2 triệu người, thu nhập bình quân 4.510.000 trên người. Xếp vị trí thứ 10,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích 1.983 km2, dân số khoảng 1,2 triệu người, thu nhập bình quân 4 triệu 410 nghìn trên người. Cảm ơn bạn đã xem, nhớ đăng ký kênh để xem những thông tin thú vị tiếp theo. Xin cảm ơn.